Điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ là thung lũng chết dài 209 km, chạy theo hướng Bắc Nam và rộng 10 đến 23 km, tổng diện tích khoảng 1.400 km2. Phía tây của thung lũng là dãy núi Nevada và phía đông là một lòng chảo rộng lớn. Nơi thấp nhất trong thung lũng, so với mặt nước biển là 86 mét, được gọi là Battle Basin. Đây là một cảnh quan siêu thực, đánh lừa các giác quan. Điều mà nhiều người lầm tưởng rằng tuyết bao phủ mặt đất thực ra là một lớp muối dày dưới đáy thung lũng. Nhưng làm thế nào mà muối đến được đó? Mưa và khoáng chất hòa tan từ đá chảy xuống nơi thấp hơn. Ở đây, ngài Battle Basin, nước tạo thành những hồ nước tạm thời sau những cơn bão lớn. Khi nước bay hơi, khoáng chất tập trung cho đến khi chỉ còn lại muối. Sau hàng nghìn năm, lượng muối đá lắng đọng đủ ở đây dưới đáy lục địa để tạo ra khung cảnh rộng lớn siêu thực này. Do thung lũng chết có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như quặng borax và muối, nên từ năm 1880, ngành khai khoáng ở đây đã rất phát triển. Đến những năm 80 của thế kỷ 19, người ta bắt đầu khám phá ra mỏ đồng, vàng, bạc, nhôm ở vùng phụ cận thung lũng và nhiều thành phố, thị trấn quy tụ nhân công để khai thác. Nhưng cùng với sự cạn kiệt của khoáng sản, người ta rời đi và để lại một vùng hoang tàn đổ nát. Thung lũng chết có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè thường trên 49 độ C. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1913, nhiệt độ đã đạt đến mức kỷ lục 56.7 độ C. Lượng mưa trong thung lũng rất thấp, bình quân mỗi năm chỉ khoảng 42mm. Năm cao nhất, lượng mưa cũng chỉ là 114mm và năm thấp nhất là không có một giọt mưa. Vì vậy, thung lũng chết là nơi nóng nhất của Bắc Mỹ, lại rất sâu và hoang vu, đáy là dòng sông cạn Amargasa, với những cồn cát lởm chởm khắp nơi, và giữa thung lũng là một quần thể cồn cát rộng khoảng 155 km², là nơi hoang vu nhất trong thung lũng. Tháng 7 năm 2018, nơi này đã trải qua tháng nóng nhất, được ghi nhận với nhiệt độ trung bình là 42 độ C, bao gồm cả mức nhiệt thấp nhất vào ban đêm. Mức nhiệt cao nhất vào ban ngày, khi đó là 52 độ C, và kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Loại nhiệt này có thể nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là khách du lịch không thể khám phá công viên vào mùa hè. Thực tế, khách du lịch được khuyến khích ở lại những khu vực đông người qua lại của công viên để những người khác có thể giúp đỡ trong trường hợp xe bị hỏng. Và khi đến với thung lũng chết, khách du lịch phải chắc chắn rằng có sự chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất bởi nơi đây thường không có sóng điện thoại. Vì thế, người ta thường khuyến cáo rằng để có một chuyến thăm an toàn tới thung lũng chết phải uống nhiều nước, ăn nhẹ, hạn chế các hoạt động bên ngoài máy điều hòa nhiệt độ và tham quan các điểm quan sát ở độ cao cao hơn, mát mẻ hơn. Những sinh vật phù du hay nôm na hơn là hoa dại trên sa mạc. Trái ngược với tên gọi của nó, thung lũng chết thường trở nên sống động với nhiều màu sắc vào mùa xuân. Công viên này nổi tiếng với những màn trình diễn hoa dại hiếm có và ngoạn mục. Khi gặp điều kiện thích hợp, những ngọn đồi và thung lũng bùng nổ thành một thảm hoa vàng, tím, hồng hoặc trắng. Chiến lược sinh tồn để đối phó với điều kiện sa mạc là sống nhanh và chết trẻ, những sinh vật phù du có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình, ra hoa và sau đó tạo ra hạt giống đảm bảo sự tồn tại của loài, trước khi sức nóng thiêu rụi tán lá và hoa của chúng, hoặc những con thú đói ăn có thể tấn công chúng. Khi chúng nở hoa, toàn bộ thung lũng dường như nở rộ vì tràn ngập những con bướm, chim ruồi, ong và bướm đêm đang thụ phấn. Đến lượt mình, hoa và các loài thụ phấn lại cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các loài động vật hoang dã thường trú, bao gồm một loài rùa, nhiều loài rơi, hơn 30 loài thằn lằn và rắn khác nhau, và các loài như báo đường, cừu sừng lớn và Mojave Spider. Kịch bản thời tiết lý tưởng cho một năm hoa dại bội thu bắt đầu bằng một cơn mưa bão vào tháng 9 hoặc tháng 10. Đây không phải là một sự xuất hiện phổ biến, lượng mưa trung bình trong những tháng đó lần lượt chỉ là 0,4cm và 0,3cm. Việc ngâm kỹ bề mặt đất sẽ đảm bảo lớp phủ bảo vệ của hạt, nếu không sẽ ngăn cản sự nảy mầm, sẽ bị phá vỡ và rửa sạch. Sau khi nảy mầm, cần có thêm lượng mưa nhẹ nhàng, đều đặn trong suốt mùa đông và mùa xuân để giữ cho những cây con mỏng manh phát triển. Điều này chỉ xảy ra trong những năm có lượng mưa cao hơn mức trung bình. Những cơn gió khô mạnh phổ biến ở thung lũng có thể nhanh chóng làm khô cây con và giết chết chúng trước khi chúng có cơ hội nở hoa, vì vậy những cơn gió này cũng cần phải vắng mặt. Nếu thực vật vượt qua được tất cả những điều đó và không bị ăn thịt thì chúng sẽ phát triển thành hoa. Không cần phải nói, những buổi trình diễn hoa thực sự lớn là sự kiện 10 năm mới có một lần. Sự ra hoa bắt đầu ở độ cao thấp nhất vào đầu mùa xuân và cách đặt tên theo nghĩa đen cũng dễ dàng áp dụng cho những bông hoa. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4 có những thảm vàng sa mạc Geraia carnescens, nổi bật với hoa khỉ Bigelow màu tím Mimulus bigelowi,
và màu tím xanh của Phacelia celtifolia và Phacelia granulata. Trong những năm đẹp nhất, Desert Glow thực hiện chính xác điều đó, biến hàng dặm đồng bằng thành những tấm vàng. Khi mùa xuân đến, những bông hoa dại tàn lụi và những bông hoa mới nở ở những thung lũng và hẻm núi cao hơn, mát mẻ hơn. Bồ công anh sa mạc Malacoteryx labrata với những bông hoa cứng màu vàng mềm ở trung tâm nhạt dần sang màu trắng. Và những bông hoa màu vàng mọc thẳng của hoàng tử lông Stenia pinnata mọc với mật độ thấp hơn so với hoa dại cấp thấp. Cọ sơn sa mạc màu đỏ rực rỡ Castilleja chromosa là một viên ngọc quý chỉ có thể được thưởng thức trong tự nhiên. Nó là loài ký sinh nửa người, sử dụng các loại cây khác để lấy nước và chất dinh dưỡng, khiến việc trồng trọt trong vườn gần như không thể. Cuối cùng, các loài thực vật cấp cao nở hoa, những loài mọc ở độ cao trên 5.000 bộ, trong rừng cây pinyon và bách xù và trên các sườn núi. Những bông hoa ở đây có vẻ quen thuộc hơn với loài Penstemon floridu austinii, và loài lươi banh tráng lệ Lupinus magnificus, được đặt tên một cách không hổ danh. Nếu bạn đủ may mắn để nhìn thấy nó, Mariposa sa mạc Calochotus kennedyi là một trong những điểm nổi bật, một loài hoa huệ với những bông hoa màu vàng hoặc cam cực kỳ sặc sỡ, đã chống lại mọi nỗ lực phát triển trong môi trường xung quanh khu vườn. Nhiều người trong số những chuyên gia sa mạc này có thể được nhìn thấy ở những nơi khác ở Tây Nam nước Mỹ, nhưng tại thung lũng chết, quá trình chuyển đổi sang cảnh quan đầy hoa dường như mãnh liệt hơn nhiều. Đứng dưới cây nóng của máy sấy tóc được bao quanh bởi những ruộng hoa, và ở một trong những nơi hiếm hoi ở các nước phát triển, nơi người ta có thể trải nghiệm sự im lặng gần như hoàn toàn, là một trải nghiệm thật khó quên. Tảng đá tự di chuyển. Reichstag Playa là nơi chứa đựng một trong những bí ẩn lâu dài nhất của thung lũng chết. Rải rác dưới đáy hồ khô này là hàng trăm tảng đá để lại dấu vết trên mặt đất khi chúng di chuyển. Một số tảng đá nặng tới 200-300 kg đã di chuyển gần 450 m. Trong nhiều năm, người ta không thể lý giải được lý do về sự di chuyển của những tảng đá này mà chỉ có thể đưa ra các giả thuyết khác nhau, trong đó nổi lên giả thuyết là những hòn đá dịch chuyển có lực hấp dẫn. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu Jim và Richard Norris đã đến khảo sát thung lũng chết và gắn các thiết bị GPS lên những hòn đá tại Reichstag Playa rồi ghi lại vị trí và tốc độ. Theo The New York Times, bề mặt khu vực này được phủ một lớp nước có độ sâu vừa đủ để tạo thành khối băng nổi. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, mặt hồ sẽ đóng băng, phần bên dưới vẫn là nước. Phần băng dày lên để đủ độ cứng và tạo lực đẩy tảng đá. Khi nhiệt độ tăng lên, những tảng băng dần tan ra nhờ sức gió va đập vào những hòn đá và đẩy hòn đá di chuyển. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới quan sát được sự di chuyển của một số hòn đá nhỏ. Lắng nghe cát hát. Mặc dù cồn cát chỉ là một phần nhỏ của thung lũng chết, nhưng những gợn sóng phủ bóng và những đường cong duyên dáng đã trở thành những điểm tham quan đáng nhớ nhất trong công viên. Trong khi cồn cát Mesquite Flat là nơi dễ tham quan nhất và là địa điểm duy nhất được phép trượt cát, thì cồn cát Eureka cao hơn nhiều có thể mang lại cho khách du lịch trải nghiệm một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất của sa mạc, cát biết hát. Khi cát trượt xuống mặt dốc của cồn cát cao, người ta có thể nghe thấy âm thanh giống như nốt trầm của đàn ống hoặc tiếng máy bay không người lái ở xa. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa có lời giải, nhưng rất có thể là do ma sát giữa các hạt cát. Khách du lịch khi tới thung lũng chết còn có thể nhìn thấy một thiên hà ở rất xa trong công viên này. Quá trình oxy hóa của các mỏ kim loại tự nhiên trong núi tạo ra các sắc thái tuyệt đẹp của màu xanh lá cây, xanh dương và tím, giống như bảng màu đầy màu sắc của một họa sĩ. Phong cảnh tuyệt đẹp nơi này chính là các địa điểm nổi bật trong các phim Chiến tranh giữa các vì sao, Niềm hy vọng mới, Spartacus, The Twilight Zone và Tác răng. Khu mỏ tàn tích của thị trấn ma quái. Những cánh cửa thép dẫn vào mỏ nằm bên sườn núi khép hờ, như thể người công nhân cuối cùng quên đóng. Những bức tường đổ nát của những thị trấn ma có từ hàng thế kỷ đứng sừng sững giữa sa mạc tương phản xung quanh nó. Những chiếc xe chở quặng từng được sử dụng hết lần này đến lần khác để vận chuyển quặng nằm bất động trên đường ray bị hỏng. Đây là những tàn tích mỏ và nhà máy của thung lũng chết. Mỏ Inyo là nơi phát hiện quặng vàng sớm nhất ở phía tây của dãy núi Funeral vào năm 1905. Mỏ này đóng cửa vào năm 1912. Hơn 20 năm sau, một công ty khác đã thuê lại và khai thác được một số lượng vàng. Vài năm sau đó, mỏ đã đóng cửa vào năm 1941. Nếu bạn không quen thuộc với lịch sử khai thác ở thung lũng chết, thì khoáng chất ban đầu đã mang lại một nền văn minh nào đó cho khu vực này là hàn the. Lần đầu tiên được phát hiện gần Furnace Creek vào năm 1881, nhà máy Harmony Borax Woods được xây dựng 3 năm sau đó để xử lý quặng. Lúc cao điểm hoạt động, Harmony Borax Woods có hơn 40 công nhân, sản xuất 3 tấn hàn the mỗi ngày.
cái khó nhất trong tất cả các hoạt động khai thác ở vùng đất hoang vu này là làm thế nào để vận chuyển nó. Đây là nơi đội 20 con la nổi tiếng xuất hiện, cho phép Harmony vận chuyển gấp đôi quặng. Chỉ sau 5 năm kinh doanh, nhà máy đóng cửa vào năm 1888 khi người chủ phá sản. Harmony Borax Works đã được thêm vào sổ đăng ký quốc gia về địa điểm lịch sử vào năm 1974. Pete Eggerberry là một huyền thoại của thung lũng chết, với ảnh hưởng lớn trong việc khám phá và khai thác các khu vực trung tâm phía tây của công viên. Khi đi đến một thị trấn khác ở phía nam White Rose, Pete và một người đàn ông khác tên là Shorty đã tìm thấy một mỏm đá đầy vàng. Từ đây họ thành lập thị trấn Maharrisburg và mở mỏ vàng Eureka. Pete đã nhận được tất cả các yêu cầu đối với mỏ vào năm 1909 và tự mình khai thác nó cho đến khi sức khỏe của ông bắt đầu suy yếu vào những năm 1930. Mặc dù hầu hết khách du lịch đến thung lũng chết đều bỏ qua phía tây, nhưng có một phần lịch sử ở đây cần được khám phá. Lò nung than được coi là ví dụ điển hình nhất còn sót lại của loại hình này ở Hoa Kỳ, được xây dựng vào năm 1877. Những cấu trúc kiểu tổ ong này còn nguyên vẹn đến mức bạn sẽ nghĩ rằng chúng mới được xây dựng cách đây vài năm. Sự nhầm lẫn thực sự đằng sau lò than là lý do tại sao chúng được xây dựng ở vị trí này. Theo ghi chép, chúng được sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho hai nhà máy luyện chì và bạc cách đó cả 25 dặm qua các ngọn núi và qua thung lũng. Bằng chứng cho thấy rằng các lò nung đá không được sử dụng hơn 2 năm sau khi xây dựng, giả sử các nguồn nhiên liệu trở nên dễ dàng tìm thấy ở nơi cần thiết. Thung lũng chết còn lưu giữ dấu vết của một vụ nổ núi lửa. Miệng núi lửa Ubip sâu hơn 180m và rộng gần 1m được hình thành khoảng 2.100 năm trước, nhưng vụ nổ gần đây nhất có thể xảy ra cách đây 300 năm. Kích thước tuyệt đối của miệng núi lửa khiến du khách trở nên lùn đi và khơi gợi cảm giác kinh ngạc về sức mạnh của thiên nhiên. Sân gôn của quỷ. Sân gôn của quỷ là một chảo muối lớn nằm ở thung lũng chết thuộc sa mạc Mojave. Theo nghiên cứu của giới khoa học, sân gôn của quỷ thực chất là một hồ nước khổng lồ do băng tuyết tan chảy từ các dòng sông ở dãy núi Sierra Nevada. Nước bốc hơi, các khoáng chất hòa tan và ngưng tụ dưới đáy hồ để lại một lớp muối dày trên bề mặt của thung lũng chết. Sau mùa lũ lụt tại lưu vực sông Batuta, những chảo muối lại trở nên khô cằn. Gió và mưa bào mòn chúng thành những ngọn tháp lởm chởm tuyệt đẹp. Người ta còn có thể nghe thấy tiếng nổ nhỏ của hàng tỷ tinh thể muối nhỏ đang nở ra và co lại trong sức nóng. Một cuốn sách mang tựa National Park Service xuất bản năm 1934 đã đề cập tới chi tiết. Chỉ có những con quỷ mới chơi gôn được ở nơi này, và từ đó người ta gọi chảo muối kỳ lạ này là sân gôn của quỷ. Cá trong sa mạc. Nghe có vẻ không khả thi, nhưng thật ngạc nhiên là 6 loài cá có thể sống sót trong vùng nước mặn và điều kiện khắc nghiệt của thung lũng chết. Một trong số đó là loài Devil Hole Puffish đang có nguy cơ tuyệt chủng. Loài này chỉ sống ở vùng nước 34 độ C của hang động Devil Hole, nơi nhiệt độ nước và nồng độ oxy có thể gây chết cho hầu hết các loài cá khác. Những con cá con màu xanh óng ánh dài vài cm này là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới. Devil Hole Puffish là loài cá vây tia thuộc họ cá sóc đặc hữu ở châu Mỹ, có khả năng tiến hóa cao, thường sống trong các vũng nước. Tuy nước ở đây nóng và có độ mặn gấp đôi nước biển, nhưng loài cá này vẫn sống được vì đường ruột của chúng có thể đào thải muối vô cùng hiệu quả. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi tham quan thung lũng chết.